Henry Ford. Nếu bạn có một em nhỏ hễ mở sách ra học là ngáp, mà trông thấy một đồ chơi gì có máy móc là mắt sáng lên, xun xoe muốn giờ thử, tháo lắp, và suốt ngày chỉ dừng lúc bạn ngủ trưa hoặc tiếp khách để bỏ bài vở chạy tuốt ra sân, lau chùi chiếc xe máy dầu của bạn, thì bạn đừng vội buồn. Biết đâu em đó sau này chẳng thành một Henry Ford của Việt Nam. Vì Henry Ford hồi nhỏ cũng biếng học như vậy, ngồi trong lớp chỉ lén nói chuyện về máy móc với bạn bè và chỉ mong chóng tan học để chạy về nhà, leo lên căn gác xếp ở thượng lương mà hí hoáy với những cây đinh, những cái kìm, cây rũa. Hồi 8 tuổi, ông mê đồng hồ như các trẻ khác mê tiểu thuyết kiếm hiệp. Thấy đồng hồ nào hư, ông cũng tháo ra coi rồi sửa, và sửa được. Một người chơi thân với gia đình ông đã phải nói: đồng hồ nào ở trong làng này cũng phải run lên khi thấy thằng Henry tới gần. Lần lần tài sửa đồng hồ của ông vang lừng trong miền. Ai có đồng hồ hư cũng đem lại nhờ cậu Henry sửa, và cậu Henry không bao giờ đòi tiền công. Việc làm đó thú quá mà. Máy móc có sức quyến rũ ông kỳ dị. Trông thấy máy gì mới, ông cũng tìm hiểu cho kỳ được. Có lần lại một tiệm cưa, ông thừa lúc vắng người tháo một cái máy chạy bằng hơi nước ra xem, bị máy kẹp suýt nguy đến tính mạng. Nhưng chỉ ít lâu sau, năm ông 12 tuổi, ông đã bắt chước chế tạo được một máy nhỏ chạy bằng hơi nước trong căn gác xếp của ông. Năm 28 tuổi, đọc một bài báo trong tạp chí Monde Scientifique tả một kiểu máy nổ do một người Đức phát minh, ông quyết chí thực hành cái mộng chế tạo xe hơi. Ông rời quê hương lại Detroit ở, nhận một chân kỹ sư làm đêm trong một hãng điện. Ông làm việc như mọi, từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, mà chỉ lĩnh được một số lương khỏi chết đói. Nhưng ông không nản chí, còn gắng sức sửa đồng hồ và dạy thêm trong một trường hướng nghiệp để kiếm thêm tiền, dành dụm, gây một số vốn, lập một xưởng nhỏ để chế tạo một kiểu máy nổ chạy bằng xăng. 5 năm sau máy chế tạo xong, ông lắp nó vào một vỏ xe cũng do ông đóng lấy, và chiếc xe hơi đầu tiên của Mỹ đã xuất hiện. Nó cao lồng nhồng, không mui, không thắng, chạy giật lùi không được, tốc độ cao nhất là 30 cây số một giờ. Bạn thử tưởng tượng, xe hơi không thắng mà chạy trong thành phố thì nguy hiểm biết chừng nào. Cho nên ông phải lắp một cái kẻng vào xe, và ông vừa lái vừa luôn tay đánh kẻng để báo cho bộ hành biết mà tránh. Hồi đó dân chúng, nhất là ở bên Anh, cho tốc độ 20 hay 30 cây số một giờ là kinh khủng, cho nên sợ xe hơi lắm, sợ đến nỗi nội các Anh phải ban hành một đạo luật gọi là luật cờ đỏ, bắt buộc xe hơi muốn chạy ngoài đường phải có một người cầm cờ đỏ đi trước xe phất phất ra hiệu cho bộ hành tránh. Mấy năm sau, ông lập công ty xe hơi Detroit, rồi công ty xe hơi Cadillac, vốn 100.000 Mỹ Kim. Mới đầu ông có 25% cổ phần, nhưng kiếm được bao nhiêu, ông lại đập cả vào vốn bấy nhiêu. Nhất định phải có ra nửa phần hun để có đủ quyền điều khiển công ty theo ý muốn của mình. Chủ trương của ông là chế tạo xe cho thật nhiều, để giá xe được hạ, người nào cũng có thể mua được. Ông áp dụng phương pháp tổ chức công việc của Taylor, chú trọng tới sự lựa người và việc dạy nghề cho thợ. Sáng kiến được khuyến khích trọng thưởng, lối làm truyền được cải thiện. Nhờ vậy kiểu xe mỗi ngày mỗi mới, sức sản xuất mỗi ngày mỗi tăng, giá vốn mỗi ngày mỗi hạ, mà lương của thợ thuyền được tăng gấp đôi, trong khi số giờ làm việc rút xuống từ 9 giờ xuống 8 giờ mỗi ngày. Năm 1906, ông sản xuất được 8.400 chiếc xe. 4 năm sau, con số đó tăng lên 34.000 chiếc. 1 năm sau nữa, nó tăng lên 78.000 chiếc. Và tới năm 1927, thì mỗi ngày, ông sản xuất được 7.000 chiếc xe.
Tính ra cứ 7 giây đồng hồ, có một chiếc xe hơi ở trong xưởng ông từ từ chạy ra để được gửi đi khắp thế giới. Nhờ ông hiểu rằng cái lợi của thợ thuyền là lợi của ông, và cái lợi của khách hàng cũng là lợi của ông, mà luôn luôn tìm cách tăng lương cho thợ và hạ giá xe. Cho nên thợ thuyền và quần chúng ủng hộ ông trong một vụ tranh chấp với nhiều công ty lớn hơn ông như công ty Sendol. Công ty này bắt ông phải theo quan điểm ích kỷ của họ là bán cho thật mắc. Ông không chịu, họ kiếm cớ kiện ông. Vụ kiện kéo dài hàng mấy năm. Tòa sơ thẩm đã xử ông thua. Sản nghiệp của ông muốn tiêu tan. Nhưng ông can đảm đăng lên báo hết thảy nguyên do sự kiện và cam đoan với khách hàng rằng ông sẽ đem hết số vốn công ty để bảo đảm những chiếc xe ông sẽ chế tạo. Quần chúng thấy ông ngay thẳng và thành thực, nghĩ tới lợi của họ, viết báo bênh vực ông, và rốt cuộc khi ông chống án thì ông thắng. Khi đại chiến thứ nhất bùng nổ ở Âu, ông đau khổ thấy biết bao máu thanh niên chảy trong những hầm núp trên mặt trận Pháp. Cho nên lúc phong trào hòa bình manh nha ở Mỹ, ông hăng hái gia nhập liền, tuyên bố: "Nếu tôi có thể làm gì cho chiến tranh này ngưng được, thì dù tiêu tan cả sự nghiệp, tôi cũng không ngại." Cuối năm 1915, ông bỏ tiền ra mướn chiếc tàu Osaka 2 và cùng với 6 sứ giả hòa bình nữa vượt Đại Tây Dương qua châu Âu. Rồi thay nửa đường ông bị bệnh nặng, phải trở về Detroit, còn 6 người kia tiếp tục tới Stockholm, Copenhagen, La Hay, hô hào người ta bỏ súng. Nhưng súng cũng vẫn nổ. Từ đó ông hóa ra cỏ cọ, chua chát, nhưng vẫn không ngớt tìm cách cải thiện kiểu xe Ford của ông. Năm ông 60 tuổi, cái tuổi mà ngay ở Mỹ nhiều người chỉ tính tới chuyện về vườn dưỡng lão, thì ông còn hăng hái cải tổ lại hoàn toàn hãng Ford. Ông bỏ ra 100 triệu Mỹ Kim thay 43.000 máy cũ, dạy lại nghề cho hết thảy thợ thuyền để chế tạo một kiểu xe mới, làm cho hãng Ford thành hãng xe hơi lớn nhất thế giới. Ông mất năm 1947, thọ 83 tuổi, sản nghiệp là nửa tỷ Anh Kim, khoảng 100 tỷ bạc. Vài tháng trước khi mất, một buổi sáng nọ ông cùng với một đứa chắt dạo mát trong vườn. Đương đi thì đứa nhỏ đánh rớt một vật gì trong cỏ. Ông hỏi: "Cháu đánh rơi cái gì đó?" "Thưa, không có gì ạ, chỉ là một đồng xu thôi ạ." Ông già lặng thinh, cúi xuống tìm, lượm đồng xu lên đưa cho đứa nhỏ. Nó ngạc nhiên hỏi: "Người ta nói cố giàu nhất trong nước, phải không cố?" "Ờ, thế tại sao cố lại chịu khó cúi xuống lượm đồng xu cho cháu?" "Này cháu, một ngày kia, nếu cháu phải sống cô độc trên một hoang đảo, thì tất cả những giấy bạc ở thế giới này sẽ là giấy vụn hết. Nhưng một đồng xu sẽ quý vô cùng. Nó bằng đồng, cháu có thể đập nó thành một ngọn giáo hoặc một đồ dùng." Cố coi trọng đồng xu đó vì tự nó đã có giá trị rồi, chứ không phải như tờ giấy bạc chỉ để biểu hiện một cái gì thôi. Đừng đánh rớt nó nhé. Đã chắc gì sau này cháu không khỏi bị bỏ cô độc trong một hoang đảo. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về Henry Ford trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.gươngdanhnhân.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.